Xin chào tất cả các anh em. Sáng nay lại tiếp tục tổng hợp cái đơn hàng cho vị khách ở Lào Cai. Cái này khách ở Lào Cai nhưng mà mua cho khách hàng ở Trung Quốc. Thì cũng làm video cho anh em tham khảo để anh em biết là những nước láng giềng của chúng ta cũng vẫn chơi cool như tất cả các anh em. Thì đặc biệt là những người nước láng giềng thì rất thích hàng hóa ở Việt Nam của chúng ta làm ra. Đặc biệt như cái mẫu lụp này thì hầu như là chỉ có người Việt mình làm được. Những cái nước cái bên lân cận như là Campuchia này, Lào hay Thái Lan hay là Malaysia hay là Trung Quốc thì họ không làm được cái mẫu lụp như thế này. Nghĩa là cái độ tài hoa tỉ mỉ của họ vẫn thua người Việt Nam ở cái điểm này như tất cả các anh em. Đó. Đây là một cái người ở Lào Cai, họ mua cho vị khách ở Trung Quốc. Bởi vì cái người Trung Quốc này có liên hệ với tôi nhưng mà điều là họ không biết nói tiếng Việt và họ dùng cái Google dịch cho nên là họ nói chuyện nó cũng lắp ba lắp bắp rất là khó hiểu. Tôi cũng không hiểu được ý của họ, tiếng được tiếng không, cho nên là họ nhờ một cái người bạn ở Lào Cai mua giùm. Và nhiệm vụ của tôi thì chỉ có vận chuyển đến Lào Cai, còn phần còn lại thì họ tự lo liệu, chứ tôi không có cái dịch vụ là vận chuyển ra nước ngoài. Thì họ đều xem những cái sản phẩm này trên YouTube của tôi và họ đặt hàng. Đây, cái sản phẩm nước Malaysia này mặc dù là nó của Trung Quốc và Malaysia sản xuất nhưng mà ở Trung Quốc thì nó lại không có, cho nên là họ cũng đặt hàng ở đây luôn. Họ đặt hàng ở đây đến 5 chai. Và đây là mẫu vỏ sách đánh mồi trần. Người Trung Quốc cũng đánh trần nha anh em. Người Trung Quốc đánh trần chứ không có đánh úp như ở Việt Nam chúng ta. Thì hầu như chúng tôi nghiên cứu thì hầu như chỉ có người Việt Nam chúng ta là biết đan cái úp. Hầu như là người Việt Nam chúng ta là biết đan cái úp. Còn ngoài ra thì những cái người bạn anh em láng giềng hầu như không biết đan úp. Họ chỉ biết đánh trần hoặc là họ đánh cái mẫu lụp Malaysia của họ, cái loại lụp có lứ trùm rất là dài. Chứ họ không có đánh úp, chỉ có người Việt Nam mình đánh úp. Tôi cũng hay bán những cái mẫu bội úp qua bên Campuchia cho những anh bạn Campuchia. Họ cũng rất là thích cái mẫu bội úp của Việt Nam. Bởi vì ở bên họ thì hầu như không có tay nghề nào có thể đan qua đẹp bằng cái người Việt Nam của chúng ta. Và ở đây khách này cũng mua rất chi là nhiều dây xích chân ở chỗ shop. Ở đây họ mua cả chục sợi nè anh. Đó. Cộng với lại là nọc đánh mồi trần này. Mỗi thứ hai bộ nè anh em thấy. Đồng hai bộ và inox hai bộ. Tổng cái đơn hàng này nó lên đến ngoài 2 triệu đồng, đã bao gồm đã trừ, tất nhiên là nó gần 6 triệu đồng đấy, mà nó đã trừ ra cái tiền đặt cọc cũng như là cái tiền giảm giá cho khách hàng. Có nghĩa là khách họ mua một cái số hàng lớn thì tôi cũng giảm giá cho họ ít tiền, cộng với trừ đi cái tiền đặt cọc trước. Đó, còn cái mẫu lụp này thì khách cũng khá kiên nhẫn, họ đã đặt hàng trước tầm gần 2 tháng mới làm xong được cái mẫu lụp số 01 ở trong cầu tháp, ở ngoài cầu tháp, ở trong cầu rồng cho khách. Đó, anh em thấy. Bởi vì cái hàng này làm thủ công cho nên nó khá chi là lâu. Nó hầu như cái này là đặc sản của người Việt Nam chúng ta. Chỉ có người Việt Nam chúng ta mới làm được cái mẫu lụp như thế này. Cái mẫu lụp của người Việt chúng ta nó đạt được nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về thẩm mỹ. Thứ hai là cái yếu tố về gọn nhẹ. Thí dụ như những cái mẫu lụp của những cái nước khác thì nó không thể nào mà ship gọn là được như thế này để mà chúng ta mang đi được. Nó hầu như là mang tính chất giống như là lụp đần cò thì đúng hơn. Có nghĩa là khi đánh thì sang chim qua, mà khi không đánh thì phải sang chim vào một cái lồng và cái lụp đó phải treo lên cái lưng sách đi. Nó khá chi là bất tiện. Nó không gọn như cái lụp kiểu miền Nam kiểu này. Đó, thì sơ lược qua để giới thiệu cho tất cả các anh em những cái món phụ kiện của shop đang bán và cũng cho tất cả các anh em hiểu được rằng những cái đặc sản của người Việt Nam chúng ta và cũng như là những cái cách chơi của những cái anh bạn lân cận. Rồi, chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe. Hãy